Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay cây nến hồng của mùa vọng đã được đốt lên, báo tin Chúa Nhật thứ ba mùa vọng đã đến. Chúa Nhật hôm nay thường được gọi là Chúa Nhật màu hồng, Chúa Nhật của niềm vui. Vì thế lời kêu gọi hãy vui lên được lặp đi lặp lại trong thánh lễ này. Chúng ta vui vì Chúa đã đến gần, nhất là khi chúng ta họp nhau trong thánh lễ thì Chúa rất gần, Ngài đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta có tâm hồn rộng mở đón Chúa đến để thực sự đón nhận được niềm vui của lễ Giáng sinh. Và hôm nay Chúa đã thực sự đến với ông Đa Minh Bùi Văn Tạc, người đã có một diễm phúc sống tới 93 tuổi đời, một tuổi mà ít ai trong chúng ta dám mơ ước tới. Và với tuổi già sống vất vưởng, có lẽ được về với Chúa là niềm vui cho ông. Xin Chúa đón nhận ông và bù đắp lại những vất vả của tuổi già bằng cuộc sống hạnh phúc trong nước Chúa. Dừng thánh lễ, chúng ta cũng hiệp ý với nhóm lòng thương xót, với hiệp hội Mến Thánh Giá cầu cho các linh hồn, với nhóm Cải Xanh cầu cho các linh hồn mồ côi và các thai nhi, với hội Mân Côi cầu cho các hội viên. Cầu xin ơn bình an cầu cho các linh hồn gia tiên, các linh hồn mồ côi, linh hồn Du Xe, Vinh Sơn, Maria, Vicente, lễ dỗ 1 năm linh hồn Maria và dỗ 17 năm linh hồn Du Xe. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu son. Lỗi tại tôi mọi đàng, vì vậy tôi xin đứng và Maria trong đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trương tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót. Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ mình Chúa mới thắng nổi sự chết và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay ông Đa Minh Bùi Văn Tạc là người tin hữu của Chúa và là người anh em của chúng con đã cùng an giấc với Đức Giêsu Con một Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho ông được cùng sống lại với người. Vì vậy chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho ông được chia sẻ vinh quang với Đấng đã từ coi chết sống lại, người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Bài trích sách tiên tri Sophonia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca. Hỡi Israel, hãy hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn. Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa ngươi, ngươi sẽ không phải sợ khổ cực nữa. Trong ngày đó, ở Jerusalem thiên hạ sẽ nói rằng: Hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời. Chúa là Thiên Chúa ngươi, là đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi, chính người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi, người cảm động yêu thương ngươi, và vì ngươi, người sung sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi. Đó là lời Chúa. Hãy reo mừng và ca ngợi vì đấng thánh của Israel ở giữa ngươi thật cao cả. Hãy reo mừng và ca ngợi vì đấng thánh của Israel ở giữa ngươi thật cao cả. Đây Thiên Chúa đấng cứu độ tôi tin tưởng hành động và không sợ hãi gì, vì Chúa là sức mạnh, là đấng tôi ca ngợi, chính Ngài. Hãy công bố những kỳ công của Ngài giữa muôn dân. Hãy nhớ rằng danh Ngài rất cao trọng. Hãy reo mừng và ca ngợi vì đấng thánh của Israel. Ngài đã làm những việc trọng đại, hãy công bố điều đó khắp địa cầu. Dân Sion, hãy reo mừng và ca ngợi vì đấng thánh của Israel thật cao cả. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa,
anh em hãy vui lên. Đức ôn hòa của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy." Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi." Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình." Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người: "Tôi thì lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của người, rồi thu vào lúa, vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt." Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu sáng, chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi. Thưa quý ông bà và anh chị em, lời ca trong bài hát "Và con tim đã vui trở lại" của nhạc sĩ Đức Huy phần nào diễn tả tâm tình của phụng vụ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng. Biểu tượng của mùa vọng là màu tím, màu của mong nhớ, đợi chờ. Nhưng mà tuần này có cái gì đó tươi sáng, ấm áp trong không khí lạnh lẽo của những ngày lập đông này. Màu hồng đã thay cho màu tím, và các bài đọc thì luôn luôn nhắc nhở hãy vui lên. Chỉ cần lưu tâm một chút, chúng ta sẽ nhận ra ngay cái lý do chính trong niềm vui biểu lộ trong tuần này. Đó là vì tình yêu đang đến. Con Thiên Chúa đang lặng lẽ viếng thăm dân Ngài. Như lời Gioan Tiền Hô mách bảo: "Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người." Theo lời Kinh Thánh thì đấng cứu thế đến để chiếu ánh sáng vào đời. Ngài đến để đem lại cho thế giới niềm hy vọng cứu rỗi. Thế nhưng sống trong thế giới hôm nay vẫn còn bao nhiêu bất công, bấp bênh. Phải chăng những gì Kinh Thánh nhắc đến không phải là hiện thực?
Có một người vô thần tranh luận với một người Kitô hữu về niềm tin tôn giáo. Người vô thần cho rằng tôn giáo chỉ là thuốc phiện nhằm ru ngủ con người khỏi những bất công và đau khổ của cuộc sống này. Hãy chờ đợi hạnh phúc ở đời sau, còn đời này không có đâu. Anh ta bảo tôn giáo có lợi gì đâu. Đạo Kitô đã có mặt cả 2000 năm rồi mà có cải thiện được gì thế giới đâu. Vẫn còn chiến tranh xung đột, vẫn còn nghèo đói bệnh tật, vẫn còn hà hiếp bóc lột, đổ vỡ và ly tán. Và người Kitô hữu đã trả lời: đúng vậy, nhưng mà xà bông cũng đã được phát minh cả ngàn năm rồi mà có thấy con người sạch sẽ hơn đâu. Cái vấn đề căn bản ở đây không phải là có hay không có niềm tin tôn giáo, nhưng là có thực hành cái niềm tin đó không. Có xà bông mà không dùng thì thân thể đầu óc vẫn dơ bẩn. Có đức tin mà không có việc làm thì cũng chỉ là đức tin chết. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người để chỉ cho ta một con đường chân thiện mỹ dẫn đến bình an và hòa giải, vui mừng và hy vọng. Nhưng mà nếu chúng ta không thực hành con đường đó thì làm sao thế giới này đạt được hòa bình, an lạc? Thánh Gioan Tiền Hô nổi tiếng là người nói thẳng nói thật. Khi làm phép rửa tại sông Giô-đan thì Gioan đã không ngại ngùng bảo những người tìm đến với ông phải thay đổi cuộc sống. Dìm mình vào dòng nước phép rửa là phải chấp nhận một lối sống mới. Quyết tâm thay đổi cuộc sống cần phải đi đôi với việc làm. Nếu không thì hành động sám hối chỉ là một nghi thức suông. Mặc dù Gioan nói những lời tương đối khó nghe, nhưng mà dân chúng vẫn ào ào tuôn đến. Họ khao khát chân lý, và những gì ông nói đã đánh động lòng họ. Trong lòng mỗi người đều thao thức: chúng tôi phải làm gì đây? Và Gioan đã cho họ những câu trả lời rất thực tế: hãy sống theo lương tâm, hãy thực thi công bằng và bác ái, hãy làm đúng theo bổn phận của mình. Ông không buộc người thu thuế phải bỏ nghề hay là binh lính phải xuất ngũ, nhưng mà kêu gọi họ sống theo lương tâm, thực thi công bằng xã hội. Khi người thu thuế không tham nhũng bóc lột, khi binh lính không hà hiếp chiếm đoạt, thì cuộc sống của dân chúng bớt lầm than hơn. Và đó là dấu chỉ của niềm vui, vui mừng và hy vọng. Mùa vọng mời gọi chúng ta sống đạo năng động, ra sức đẩy lùi mọi biểu hiện tiêu cực, tầm thường, máy móc, vụ lợi, duy hình thức. Chính trong chiều kích tích cực đó mà chúng ta cần ý thức rằng trong mùa vọng này, mỗi lời kinh chúng ta đọc, mỗi thánh lễ chúng ta tham dự phải là một đối thoại chân thành, thực sự với Thiên Chúa. Mỗi việc chúng ta làm, mỗi lời chúng ta nói phải là một biểu lộ thực sự của tình yêu, của lòng khoan dung vô vị lợi và quảng đại. Mỗi công tác phục vụ, mỗi việc từ thiện bác ái không còn là chuyện bề ngoài làm để lấy tiếng, nhưng chính là nghĩa cử của tinh thần trách nhiệm, phục vụ và yêu thương. Hôm nay cũng là ngày Giáo hội Việt Nam bước vào năm thánh lòng thương xót. Cần được thương xót, đó là tâm tình mà mỗi tín hữu chúng ta cần có khi bước vào năm thánh lòng thương xót này. Khi nhận thấy thân phận trơ trụi đơn hèn của mình trước mặt Chúa, chúng ta sẽ mở rộng tâm hồn để có thể đón nhận ân sủng của Chúa là người cha giàu lòng thương xót. Để rồi khởi đi từ đó, chúng ta cũng có lòng thương xót, biết thương xót đối với tha nhân hơn. Và có như thế thì con tim mới thật sự vui trở lại, tình yêu sẽ chiếu ánh sáng vào đời, và chúng ta hy vọng được ơn cứu rỗi. Tôi tin kinh. Thiên Chúa, xin mời Đức Chúa Cha từ Chúa muôn đời. Người là Thiên Chúa, mời Thiên Chúa, ánh sáng mời ánh sáng. Thiên Chúa thật, mời Thiên Chúa thật. Được sinh ra là không phải được tạo thành, đồng ban thế với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo.
Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa và giải bày trước mặt Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Trong niềm hân hoan trông chờ con Chúa ngự đến, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh luôn khuyên nhủ con cái mình cố gắng sống bác ái, yêu thương với tất cả mọi người, tôn trọng công bằng trong đời sống xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết quan tâm đến lời khuyên tha thiết của Hội Thánh và cố gắng thực hiện trong đời sống đức tin thường ngày. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong cuộc sống thường ngày, có một số người chỉ lo cho bản thân mình mà ít khi quan tâm đến người khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu hiểu rằng họ cần sống theo lời Thánh Phaolô dạy và vui với người vui, khóc cùng người khóc. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chia sẻ cơm áo cho những ai đói rách, bần cùng cũng như tôn trọng tài sản và danh dự của mọi người là bổn phận của những ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết cố gắng chu toàn các bổn phận quan trọng này. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đang hết lòng trong đời Đức Giêsu Kitô, con một Chúa giáng trần để cứu độ chúng con. Xin Chúa ban ơn thanh tẩy tâm hồn chúng con, sạch mọi vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Giáng sinh cao cả. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con xin tiến dâng rượu bánh nơi nương đồng, do bông lúa thơm và nho chín xanh trong. Đôi tay tháng ngày nắng mưa buồn trồng, mùa lễ tỏa hương quyến áo mây hồng. Con xin dâng người này hiến lễ tình tuyền, cùng tiếng ngợi ca bài tình không diêu êm. Xin Cha thương nhận tròn niềm con yêu mến, đến muôn đời nguyện thề không dám phai. Con xin tiến dâng tròn sáng tâm linh hồn, con xin tiến dâng hợp với bánh rượu ngon. Xin thương chúc lành lễ dâng chân thành, rượu bánh trở nên nguồn sống nhân trần. Con xin dâng người này hiến lễ tình tuyền, cùng tiếng ngợi ca anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tôi.
Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể, là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lời Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi ngự đến lần thứ nhân, mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi Người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức vững ra đời chờ. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa,
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Anton chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là ông Đa Minh Bùi Văn Tạc mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cùng nhớ đến các linh hồn Giuse, Vinh Sơn, Maria và Vicente. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ liên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và ta nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, Oh.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bi tích thánh thế này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi, và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em thân mến, người anh em chúng ta đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta hãy phó dâng người anh em này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là Cha chúng ta,
và hãy liên kết với người anh em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện, để người anh em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Cha trên trời, và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người anh em này ra đón gặp Đức Kitô, khi chính Người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Thiên Chúa xin đến cứu giúp, lời các thiên thần của Chúa xin đến gặp linh hồn đa minh. Lên Chúa tôn nhan đấng tối cao. Xin Đức Kitô đấng đã gọi ông đón nhận ông, xin các thiên thần dân đưa ông vào lòng tổ phụ Abraham, xin đến gặp linh hồn đa minh. Xin dâng linh hồn đa minh lên Chúa tôn nhan đấng tối cao. Lạy Chúa, xin cho linh hồn đa minh được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn đa minh.